Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Overbeast Là cô đồng nổi tiếng được biết đến với những video bổ cao xem bói hỏi đúng nhận sai cãi viral khắp các trang mạng xã hội nhiều tháng trước Hành động và lời nói của cô đồng bổ cao Trương Thị Hương khiến rất nhiều người hoang mang Mới đây dân tình lại một lần nữa xôn xao trước thông tin cô đồng này bị bắt Để biết tiểu sử cũng như lý do vì sao cô đồng đúng nhận sai cãi bị bắt Xin mời các bạn đón xem tiểu sử Trương Thị Hương Cô đồng bổ cao gây sốt cõi mạng bị bắt tạm giam vì sao Tên thật Trương Thị Hương, sinh năm 1986, quê quán Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương. Bắt đầu làm nghề hầu đồng và xem bói đến nay được khoảng 2 năm. Thế nhưng phải đến thời điểm tháng 2 năm 2023, những video bổ cao, nói đúng nhận, sai cãi rộ lên. Cô đồng Trương Thị Hương mới bắt đầu nổi tiếng. Theo Chủ tịch Phương Hiến Thành cho biết, cô này trước lấy chồng ở Thái Bình, sau đó vợ chồng bỏ nhau, Hương lại lấy chồng ở Hưng Yên, nghe nói đang bỏ nhau tiếp. Địa phương không rõ lắm vì giờ ly hôn, không cần báo địa phương, đến thẳng tòa. Nguồn gốc của cụm từ đúng nhận sai cãi, thời điểm những clip của Trương Thị Hương mới chỉ bắt đầu lên xu hướng người dùng mạng xã hội hay truyền tay nhau câu, đúng nhận sai cãi. Nhiều cư dân mạng chưa biết tới các clip của cô đồng Trương Hương thì ngơ ngác không hiểu cụm từ đúng nhận sai cãi vì sao lại hot trend, nhưng đối với những người dùng mạng xã hội TikTok, câu này không còn xa lạ. Nó bắt nguồn từ câu nói cửa miệng của cô đồng Trương Thị Hương khi nói về lá số tử vi thông qua việc bổ cao trào lưu bùng nổ trên mạng xã hội với những video parody hàng triệu view của các TikToker nổi tiếng. Video của cô đồng Trương Hương đăng tải trên TikTok có cảnh mỗi lần bẻ cao, cô có thể nói đọc to tên tuổi, số mệnh, điềm báo công việc tình duyên, gia đình vân vân. Câu nói nổi bật nhất thường được cô nhắc đi nhắc lại sau khi nêu ra cảnh hay chuyện quá khứ của khách hàng là đúng nhận, sai cãi, đúng nhận, sai cãi cho tôi. Ý nghĩa của cụm từ này là nếu cô phán đúng thì nhận, thấy sai thì phải phản hồi ngay. Tuy nhiên người nghe đứng hình ngứa người vì cô nói nhanh đến chóng cả mặt, ít ai nghe kịp để còn nhận hay cãi. Những lời cô đồng này nói rất cuốn nhưng cư dân mạng cảm thấy nhiều từ ngữ vô lý, mang tính chất trùng chung, chung. Không chỉ xem số mệnh, dự đoán về công việc tình duyên, người phụ nữ còn nói về gia thế, thậm chí chỉ đích danh, họ tên các thành viên trong gia đình của người hỏi. Nhiều người cho rằng đây không khác gì mê tín dị đoan. Trong một video có hơn 10 triệu lượt xem, Cô Trương Hương đã kể nguyên văn tên của người anh trai đã mất và gia đình của người xem bói. Khi được cô hỏi đúng nhận sai cãi, người này liên tục nói vâng vâng, khiến khán giả không khỏi nghi ngờ. Cô Đồng Trương Hương cũng cho biết, có người đợi 15 20 ngày vẫn chưa đến lượt xem bói vì quá đông. Hiện tài khoản TikTok của cô có gần 200.000 người follow. Nổi tiếng thường đi kèm tai tiếng, nhất là trong lĩnh vực tâm linh. Ngoài các bình luận khen cô Đồng Trương Hương, đã xuất hiện các video bóc phốt cô Đồng này theo đó cô Hương không thực sự xem bói chính xác thông qua việc bổ cao. Tuy vướng phải thị phi nhưng không thể phủ nhận, sức hút của cô đồng Trương Hương đúng nhận sai cãi và chen bổ hoa quả đang hot trên mạng xã hội. Rất nhiều thi thúc cơ có tiếng như Hà Linh Official, Long Chun, Quỳnh Hoa, vân vân đã làm các video parody cô đồng Trương Hương, chỉ khác là loại quả xem bói, từ dưa chuột, dưa hấu, lê, ớt chuông, bưởi, táo, khoai tây, chanh, xoài, vân vân. Nhưng quả có thể bổ, đều được các hot TikToker lôi hết lên video. Vì sao cô Đồng đúng nhận sai cãi trường Thị Hương bị bắt? Xoay quanh câu chuyện về cô Đồng tài phép trường Hương bị bắt tạm giam, trường hợp đẫm nước mắt hồi tháng 2 năm 2023 của một người mẹ có con bị ung thư hạch giai đoạn cuối không khỏi khiến nhiều người phải xót xa. Đấy chính là bà Nguyễn Thị Lăng, kinh môn Hải Dương. Tháng 9 năm 2021, con trai bà đang bị ung thư giai đoạn cuối. Mặc dù gia đình đã rất cố gắng chạy chữa nhưng bệnh tình anh này vẫn không thuyên giảm. Bệnh viện trả về bà Lăng không biết làm sao để cứu con. Cùng đường người mẹ đành gõ cửa nhà cô đồng Trương Thị Hương chỉ cách nhà mình chưa đến 1 km. Tại đây, cô đồng Hương hứa sẽ kéo dài tuổi thọ cho con bà thêm 3 năm với điều kiện bà phải lo đi, tức là đóng 65 triệu đồng cho cô để làm lễ. Bà Lăng sau đó đã về nhà vét hết những đồng tiền cuối cùng trong gia đình, vay mượn thêm để cứu con. Cô đồng Hương khi nhận tiền đã dặn bà, nếu ai hỏi hết bao nhiêu thì bà bảo chỉ hết 5 triệu đồng thôi nhé. Lúc này, dù biết mình có thể đã bị lừa nhưng bà Lăng vẫn đành theo tiếp. Ấy vậy mà mới chỉ làm lễ được 3 ngày thì con bà đã qua đời. Bà Lăng chia sẻ trong nước mắt rằng mình chỉ trồng hành trồng tỏi để có số tiền ấy là rất khó khăn. Bà làm cả đời cũng không được. Đến giờ bà vẫn chưa trả hết nợ khi vay tiền để làm lễ mà sức khỏe ngày càng yếu vì nỗi buồn mất con. Kinh tế trong nhà giờ phụ thuộc chủ yếu vào con dâu bà Lăng. Chị vừa lo cho bố mẹ chồng tuổi cao bệnh nhiều, vừa nuôi ba đứa con. Trường hợp của bà Lăng chỉ là một trong số các trường hợp đã sai lầm khi tin vào lời nói của cô đồng Trương Hương. Trước đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Công an thị xã Kinh Môn đã nhanh chóng bỏ cuộc. Qua giả soát, đã xác minh tài khoản Facebook Trương Hương là tài khoản Facebook cá nhân của Trương Thị Hương. Quá trình làm việc, Hương đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Đồng thời, Hương cho biết việc quay phát các video có nội dung xem bói như trên đều do một mình chị Hương làm. Công an thị xã Kinh Môn đã tiến hành lập biên bản vụ việc biên bản vi phạm hành chính, biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính đối với chị Trương Thị Hương. Theo lãnh đạo công an thị xã Kinh Môn, hành vi của Hương đã vi phạm điểm B khoản 1 điều 101 Nghị định 15 2020 NDCP ngày mùng 3 tháng 2 năm 2020 của chính phủ sửa đổi bổ sung tại nghị định số 14 2022 NDCP ngày 27 tháng 1 năm 2022 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biểu chính viễn thông tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử. Trên cơ sở đó, ngày 9 tháng 2 năm 2023, Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 18 quy XLHC về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục mê tín dị đoan, dâm mô đồi trị không phù hợp với thuần phòng mỹ tục của dân tộc. Theo điểm B, khoản 1 điều 101, Nghị định 15-2020 NDCP ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi bằng Nghị định 14 năm 2022, ngày 27 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ bằng hình thức phạt tiền với mức phạt tiền là 7,5 triệu đồng. Về biện pháp khắc phục hậu quả, cơ quan chức năng đã yêu cầu Hương buộc gỡ thông tin cổ suý các hủ tục mê tín dị đoan, dâm mô đồi trụy không phù hợp với thuần phòng mỹ tục của dân tộc do hành vi vi phạm của đường sự gây ra. Chiều ngày 4 tháng 8 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thị xã Kinh Môn Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Thị Hương để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Trương Thị Hương vừa qua nổi tiếng trên mạng xã hội với việc bổ cao xem bói và câu nói cửa miệng đúng nhận sai cãi. Trương Thị Hương bị người dân tố cáo đến cơ quan công an về việc nhận 180 triệu đồng để cúng bán nhà, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền. Theo tài liệu điều tra, ngày 6 tháng 12 năm 2022, anh Trần Thế Xuân cùng mẹ đẻ là bà Vũ Thị Hằng, 56 tuổi, đến nhà Hương ở phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để xem bói, xem phong thủy và tìm hiểu về những khó khăn gia đình đang gặp phải trong cuộc sống. Tại đây, cô đồng Hương phán nhà anh Xuân đang bị yểm bùa, trước nhà có ma quỷ quấy phá gây vận hạn của gia đình. Hương nói muốn giải quyết, cần phải làm lễ giải tiến hình, tức là phải có hình nhân thế mạng, gì cùng hoán số cho cả nhà và làm lễ để phù hợp hướng nhà, cúng bái bắt Hương. Hương gợi ý anh Xuân làm lễ gì cùng hoán số cầu bán được nhà, cầu bình an với giá 270 triệu đồng. Khi anh Xuân trình bày hoàn cảnh gia đình không lo được số tiền đó, cô đồng này đã giảm giá xuống còn 180 triệu đồng, hứa cho anh Xuân làm chủ đài, rồi dặn hôm làm lễ nếu có ai hỏi phải bảo đã đóng 300 triệu đồng. Ngoài ra, cô đồng Trương Hương còn hứa hẹn đến ngày 28 tháng 12 năm 2022, gia đình anh Xuân sẽ bán được nhà. Nhưng sau khi cúng lễ, chờ đến hết tháng 12 năm 2022 vẫn không bán được nhà anh Xuân nghi ngờ nên làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Trương Thị Hương gửi đến cơ quan công an. Theo tiến sĩ Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, bổ cao để đoán số là hành vi nhảm nhí, mê tín dị đoan nên người phụ nữ này bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự là chuyện dễ hiểu. Theo tiến sĩ Đặng Văn Cường, pháp luật Việt Nam ghi nhận quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của mọi công dân tuy nhiên hoạt động tín ngưỡng tôn giáo thì cũng phải tuân thủ quy định của pháp luật về luật tín ngưỡng tôn giáo và các văn bản pháp luật có liên quan hoạt động tín ngưỡng tôn giáo tuân thủ quy định pháp luật sẽ đảm bảo đời sống văn hóa tâm linh phong phú sẽ làm cho xã hội văn minh tiến bộ hạn chế những nhận thức và suy nghĩ sai lầm về con người và cuộc sống luật sư cường phân tích hành vi tuyên truyền cổ suý cho niềm tin vào những điều mù quáng vào những điều mơ hồ nhảm nhí không có thật đi ngược với quy luật tự nhiên không có căn cứ khoa học và không thể chứng minh được là hành vi mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan gây ra những hậu quả xấu về sức khỏe, tiền bạc, thời gian, tính mạng cho cả cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội. Dưới góc độ pháp lý, thì hành vi tuyên truyền cổ suý cho những điều nhảm nhí mê tín dị đoan là hành vi vi phạm pháp luật. Những người thực hiện hoạt động bói toán, đồng cốt, cúng bái để kiếm sống là hành nghề mê tín dị đoan. Hoạt động hành nghề mê tín dị đoan là vi phạm pháp luật. Những người thực hiện hành vi hành nghề mê tín dị đoan sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Người nào lợi dụng mê tín dị đoan để lừa gạt người khác, chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Luật sư Cường cho biết thêm, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ ngoài nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền 180 triệu đồng trên thì còn nạn nhân nào khác bị chiếm đoạt tài sản hay không, tổng giá trị tài sản mà người phụ nữ này đã chiếm đoạt của các nạn nhân trong quá trình thực hiện hoạt động mê tín dị đoan là bao nhiêu tiền để đánh giá tính chất, mức độ hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời xác định hành vi của đối tượng này có chuyển sang khung hình phạt khác nặng hơn hay không. Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ khi bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hành nghề mê tín dị đoan thì người phụ nữ này có tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm hay không để xử lý về tội hành nghề mê tín dị đoan theo quy định tại điều 320 Bộ luật hình sự. Trường hợp bị kết tội về nhiều tội danh thì hình phạt sẽ là tổng hình phạt của các tội danh theo nguyên tắc tổng hợp hình phạt mà Bộ luật hình sự đã quy định. Còn về trường hợp kết quả điều tra chỉ dừng lại ở một người bị hại và số tiền chiếm đoạt chưa đến 200 triệu đồng thì bị can này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt thấp nhất là 2 năm tù và cao nhất là 7 năm tù. Trên đây là toàn bộ thông tin về Trương Thị Hương và lý do vì sao cô đồng này bị bắt tạm giam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, đừng quên dành tặng cho OVBIS một like và chia sẻ để mọi người biết đến. Xin chào và hẹn gặp lại.